Anh Chi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị theo dõi bài viết của nhà báo Nguyễn Ngọc Già, Hầu chuyện cùng quý độc giả về Việt Cộng cấp thấp. Kính thưa quý vị, bài báo dưới đây viết từ ngày 9 tháng 8 năm 2019, tức là cách đây gần 2 năm. Nay, tác giả Nguyễn Ngọc Già đăng lại trong tình hình những ngày này gần như trở nên vô chính phủ với các biểu hiện chặn đường, bắt người, hành hung, phạt vạ, nhốt dân đều do Việt Cộng cấp thấp ra tay. Đó là tình trạng loạn lạc, tức là vô chính phủ. Có lẽ quý độc giả sẽ rầy Nguyễn Ngọc Già rằng viết làm gì cho người Cộng sản bởi họ gần như là gỗ đá. Cũng có lẽ quý độc giả sẽ đặt câu hỏi tại sao không gửi cho Việt Cộng cấp cao mà lại đi gửi cho Việt Cộng cấp thấp, hoặc là Việt Cộng cấp thấp là những ai vân vân. Xin thưa rằng quý độc giả đúng khi rầy và đúng khi đặt câu hỏi như vậy. Tuy nhiên, Nguyễn Ngọc Già tôi xin nói rằng dù công nhận Việt Cộng nói chung, gần như không còn đủ lương tri tối thiểu để phân biệt mọi lẽ trên đời, nhưng chắc chắn họ đang tồn tại, họ đang hít thở, ăn uống và sinh hoạt không khác chi con người. Những con người hoặc còn đầy đủ hoặc tạm đủ nhân cách. Không ảo tưởng, chỉ bằng những lời nói, những chữ viết, chúng đủ sức làm lay động tâm hồn gỗ đá của Việt Cộng. Bởi nếu chỉ bấy nhiêu, thế giới này đã hòa bình từ đời Tám Hoánh rồi. Bởi nếu như thế, Tổng thống Donald Trump đã không phải thốt lên hết kiên nhẫn với Trung Cộng khi quyết định đánh thuế 10% trên giá trị hàng hóa khoảng 300 tỷ đô la vào ngày 1 tháng 9 năm 2019. Thật vậy, biết bao nhiêu nhân vật tên tuổi tầm cỡ trên thế giới trong tư cách Tổng thống, Thủ tướng, triết gia, bác học, bậc chân tu, họ đã để lại cho đời hàng ngàn triết lý, hàng triệu lời khuyên còn hổng ăn thua gì, huống chi Nguyễn Ngọc Già vốn chỉ là một nhà báo bình thường. Quý độc giả tiếp tục đúng vì buộc phải chứng kiến vô số mảnh đời oan trái, hàng trăm triệu cái chết tức tưởi và thương tâm kể từ ngày người Cộng sản xuất hiện trên trái đất. Nên quý vị có đầy đủ chứng cứ để xem lời nói đối với Việt Cộng là hoàn toàn vô nghĩa. Cũng thật khó tin khi nói về khái niệm hoàng lương đối với bản chất Việt Cộng. Và càng không thể tin được Việt Cộng hồi tâm chuyển ý, dù họ bị dồn vào bước đường cùng mà có lẽ quy trình đó đang diễn ra không chỉ tại Trung Quốc mà còn ở cả Việt Nam hiện nay. Có lẽ vì triết lý cuộc đời nói chung và triết lý giáo dục nói riêng là điều quá xa lạ đối với Việt Cộng, những hồn vía vốn dĩ lấy chuẩn mực ẩm thực, nghĩa bóng và cả nghĩa đen làm lẽ sống ở đời, như họ đã và đang như vậy trên mọi lĩnh vực. Bằng chứng ư, cô ca sĩ Lương Nguyệt Anh cùng gia đình, dù một lòng theo đảng, vẫn trở thành nạn nhân khi mất đất. Mới tin à? Dòng dài quá. Thôi, tại sao lại viết thư cho Việt Cộng cấp thấp? Thưa rằng họ là số đông. Họ là những đế giày đạp thẳng vào nỗi thống khổ của đồng bào. Họ là nền móng cho thượng tầng Cộng sản tọa lạc vững chãi suốt hàng chục năm qua. Họ là những tấm thảm đỏ thấm màu huyết dụ, lót đường cho những bước chân khoan thai đầy kiêu hãnh trong những cuộc tiếp đón long trọng và linh đình với thế giới. Và họ còn là rất nhiều các loại công cụ phong phú khác, tùy mỗi độc giả suy ngẫm và đặt để. Ví dụ như cái lu được gắn với xuân và cái lon được ghép với hương. Vậy thôi. Cũng tạm được. Nhưng tại sao không viết cho Việt Cộng cấp cao? Bởi cái đám này mới mang tính quyết định chứ. Hay thưa rằng cái đám này nó có bao giờ đọc đâu. Bởi vậy nên thế gian mới có cái chữ thầy dùi hay quân sư quạt mo chứ. À ra thế. Thế bằng chứng đâu? Lại bằng chứng. Thì đây này, bằng chứng đây này. 300 bộ áo dài bị nguyền rủa lan tràn. Mà công bọc kim ngân vẫn không có ý định lùi bước bằng những bộ cánh bớt kiêu kỳ và sặc sỡ. Tại sao? Tại vì có hay có biết gì đâu mà thẹn. Tất cả thông tin đều bị bưng bít bởi do cái đám thầy dùi gây ra. Nhưng quý độc giả đừng có tưởng bởi Việt Cộng cấp thấp là những quân sư quạt mo, những cố vấn trợ lý, thư ký, đổ nhang. Không, đó là Cộng sản Việt Nam cấp trung và trung cao. Ôi trời ơi, sốt ruột với cái ông này quá. Vậy Việt Cộng cấp thấp là gì? Là ai? Tất nhiên, không chỉ là các dư luận viên AK-47, không chỉ là Quang Lùn hay là Hoàng Thị Nhật Lệ, mà còn là những khẩu trang y tế mà quý độc giả bắt gặp nhan nhản trên mạng xã hội.
Việc cộng cấp thấp không chỉ là những kẻ cầm bút có lông mà còn là côn đồ cầm micro, cầm camera, cầm đèn trong chương trình đối diện, đến ngay cả những viên an ninh hỏi cung, rồi cả những quản giáo quèn đầy dẫy trong các nhà tù từ Bắc chí Nam. Việc cộng cấp thấp không chỉ là côn đồ nắm đấm, họ còn là những bộ mặt vênh váo hoặc xưng xỉa để mè nheo vòi vĩnh mà việc cộng cấp cao gọi họ là tham nhũng vặt. Việc cộng cấp thấp còn là những người hồi hưu, giải ngũ, từ công an chuyển ngành mà khi đột biến họ luôn xuất hiện với mề đay, cả ký và đủ loại các cái giấy tờ chứng nhận chiến công chiến tích lẫy lừng. Hoặc giả là những ông già bà cả tóc tai bạc thết mà thiên hạ vẫn cứ luôn gọi là cử tri muôn năm trung thành ấy. Vâng, họ dày đặc tại tổ dân phố, phường, xã, quận, huyện, sở, ngành, công an, phường, xã, quận, huyện, trong các cái phường đội, quân đội, đến hội đoàn này, hội đoàn kia, họ xuất hiện trong những bộ đồ xanh cứt ngựa. Bất kỳ lúc nào người Việt Cộng cao cấp cần đến với lòng yêu nước nồng nàn và tinh thần quật khởi, kèm theo nón cối này, cùi chỏ hay nắm đấm cú đá dành cho những người gọi là đồng bào. Họ cũng vừa xuất hiện trong hội trường với những nắm tay vung lên, yểu xìu và gượng gạo trong trang phục công sở để chống giặc Tàu. Có khi việc cộng cấp thấp là những người thân thuộc có cùng dòng máu với Nguyễn Ngọc Già. Tất nhiên, cả với từng độc giả và việc cộng cấp thấp cũng là bằng hữu của mỗi người cũng nên. Ê, quý vị, đừng giật mình. Tại sao đừng giật mình? Thưa rằng, họ đông quá. Không biết đâu mà lần giữa một xã hội với sự giả dối ngự trị chễm chệ và rộng khắp. Cả những mối quan hệ chằng chịt như trong động bàn tơ nữa. Thôi đủ rồi ông ơi, thông điệp gì mà lòng vòng dữ vậy? Nhiều người nói rằng, giả sử chế độ Cộng sản có sụp, thì người Cộng sản cũng cao chạy xa bay, ra nước ngoài để hưởng lạc cho đến cuối đời, chỉ có dân đen lãnh đủ. Đúng nhưng chưa đủ, bởi không phải việc cộng cấp cao nào cũng có đủ tiền và đủ điều kiện để bay qua phương Tây hoặc là Hoa Kỳ để tận hưởng cuộc đời độc lập, tự do, hạnh phúc. Ôi dào, lúc đó thì việc cộng cấp thấp sẽ làm việc cho chủ mới, thậm chí họ còn nhận được những khoản tiền hậu hĩnh hơn. Có thể đúng, nhưng đó chỉ là khởi đầu tươi sáng vốn dĩ làm con người thường chủ quan khi tai ương còn ở hơi xa xa, mà việc cộng cấp thấp thì chỉ có khả năng cận thị nên không hề lường trước được. Ơ, hay nhỉ? Ông nói rõ hơn xem nào. Tại sao Nguyễn Ngọc Già phải nói rõ hơn? Vì Nguyễn Ngọc Già cho rằng việc cộng cấp thấp không có khả năng viễn thị. Được thôi, vậy thì nghe đây. Việc cộng cấp thấp nhất định không xa lạ và không thể phủ nhận chiêu thức quá quen thuộc dùng người Việt trị người Việt của cả Tàu Cộng và Việt Cộng cao cấp. Vậy thì sao? Ok, có sao chứ, nghe đây này. Khi mà Việt Cộng cấp cao tháo chạy hàng loạt cùng với gia quyến đó ha, cứ tạm cho là như vậy đi, chứ không quốc gia nào dung chứa đâu ngoài Nga, Cuba và vài quốc gia châu Phi. Và cũng đừng có mơ họ Kim chứa chấp. Bởi vì việc cộng cấp cao vừa tuân thủ nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về Triều Tiên, thì sức mấy mà Kim Jong-un chứa chấp khi có nguy khốn chứ, phải không? Quay trở lại, giả sử như việc cộng cấp cao và gia quyến của họ chạy đi ha, thử hỏi chỗ nào cho việc cộng cấp thấp chen chân, dù chỉ là một khoảnh nhỏ bé xíu trong cái khoang chứa hành lý. Thêm nữa, không phải tất cả việc cộng cấp cao đều tháo chạy thành công. Rồi lại còn việc cộng cấp trung cao, rồi cấp trung và cấp trung thấp nữa chứ, đúng không ạ? Ủa, thế thì đã làm sao? Có chứ, nghe tiếp đây này. Những ai căm hận việc cộng cấp cao nhất? Dân đen, dân oan, dân bất đồng chính kiến, dân ba que, dân chủ tào lao, tù nhân tán tận lương tâm, vân vân và vân vân. Sai, sai bét. Chính việc cộng cấp thấp căm hận nhất. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái ngày ấy lụi tàn đó, họ bị bỏ rơi với hoạt cảnh không nơi nương tựa hơn ai hết. Và lúc này, giặc Tàu vẫn ưu ái và lưu dụng việc cộng cấp thấp để làm gì ạ? À? Lúc này đây, việc cộng cấp thấp sẽ sử dụng mọi ngón nghề, mọi sở trường của mình để chĩa bút có lông cùng mọi hành vi hạ đẳng nhất vào ngay cái đám chủ cũ chưa kịp thoát thân. Vừa cầm được những món tiền hậu hĩnh, vừa thỏa mãn được cơn giận, còn gì hay ho hơn? Nhưng chuyện không dừng lại ở đó đâu, đừng có tưởng bở. Sau khi đày đọa cái đám Việt cộng cấp cao, cấp trung với cái tiêu chí sống không bằng chết, giặc Tàu họ sẽ xử lý Việt cộng cấp thấp. Ai xử ư? Lúc này, những người dân oan khuất hàng chục năm trời, những người tù mà Việt cộng cấp thấp
thẳng tay đánh đập, tra tấn, đày đọa, sỉ nhục. Chính những người đó, họ sẽ phải làm cái điều đó. Tại sao Nguyễn Ngọc Già dùng cái chữ sẽ phải làm? Thưa rằng, dù có nghĩ tình đồng bào với lòng bao dung, những người đó đứng trước áp lực, một là ra tay với việc cộng cấp thấp, hai là sẽ bị giặc tàu đem gia đình riêng ra uy hiếp bằng mọi thủ đoạn tàn ác nhất. Mà nó có khác gì cái cách mà việc cộng cấp thấp đã và đang nhận lệnh từ chủ cũ đâu chứ? Như vậy, từ khả năng cận thị của việc cộng cấp thấp, Nguyễn Ngọc Già đã cải thiện cho họ có thêm khả năng viễn thị là như vậy. Láo! Nguyễn Ngọc Già nói như phim, hoang tưởng, hoang đường, tự sướng. Có thể là vậy. Chỉ xin phép nhắc rằng, bất cứ bộ phim nào cũng xuất phát từ đời thực mà ra. Hãy dành ít thời gian coi lại giả sử và cả lịch sử, cũng như các bộ phim kiếm hiệp kỳ tình hay loạn thế tình thù của Hồng Kông và Đài Loan đi, những cái xứ sở rành rẽ nhất về tàu cộng, bởi họ cùng một gốc. Thiện nghĩ hầu như với quý độc giả về phần số sáng lạng người Cộng sản Việt Nam cấp thấp như vậy cũng khá đủ rồi hen. Phim hay không thưa quý vị? Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của TTV. Xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn quý vị trong lần phát hình sau. Đấy, nhà đòn chí mạng đấy. Nhà nữa. Ui trời. Đấy. Bác lúc này giỏi thật. Thôi. Nói này thôi. Một cái mõm vào đây. Buộc chặt vào. Mấy vòng vào? Không. Một nhát nữa thôi. Vòng nữa. Thế thôi. Rào củ thế. Đập vào cung họng. Đấy được rồi. Rò vào rồi vào. Rào củ thì sao? Nhưng ra bắt đầu chặt đi ông chặt đi trong đấy nới chảy ra. Thấy này cái mõm nó này hất ra thì giờ. Nhưng tiết nó phải chảy ống ọc cơ. Béo đánh thì canh rồi. Hứng nữa vào hứng mới nó ra ngoài. Có tí tiết ra ngoài hết. Cho dao vào lách nó ra dốc. Đấy. Dốc về cái nhiều. Dốc cái ra đấy giờ bắt đầu. Nó còn thở. Nó còn thở mà.